Chiếc đĩa bạc đã được ban tổ chức Bundesliga khắc tên nhà vô địch Bayer Leverkusen. Câu chuyện về ngày hạ màn của giải đấu hàng đầu nước Đức vẫn chưa dừng lại ở đó. Dạo quanh một vòng trên mạng xã hội, không ít người có cùng câu hỏi, vậy thì chiếc đĩa vàng của đoàn quân huấn luyện viên Xabi Alonso đâu? Không phải mới đây mà là từ rất lâu rồi, nhiều người đã đặt ra câu hỏi này. Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ mới được chứng kiến một chuỗi bất bại nhiều cảm xúc như vậy. Trước mắt thì đoàn quân của Xabi Alonso vẫn còn trận đấu cuối cùng với Augsburg. Ai mà biết được điều gì sẽ diễn ra ở trận cuối cùng. Có thể Leverkusen vẫn sẽ bất bại ở lượt trận cuối, hoàn thành chuỗi 34 trận không biết thua là gì. Nhưng cũng có thể họ sẽ có lần đầu tiên trong mùa giải bị đánh bại. Tất nhiên là cá nhân tôi vẫn muốn Leverkusen duy trì mạch thăng hoa, nhưng bóng đá mà ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra. Chính vì thế mà việc đòi một chiếc đĩa vàng cho Leverkusen lúc này vẫn còn là quá sớm. Bản thân ban tổ chức của giải đấu cũng sẽ bị hớ nếu như chuẩn bị trước một phần thưởng như thế trong khi mùa giải vẫn chưa kết thúc. Câu hỏi đặt ra lúc này là nếu đoàn quân của Xabi Alonso thắng Augsburg ở trận cuối cùng thì viễn cảnh nào sẽ xảy ra? Liệu chức vô địch của họ sẽ đổi màu? Có một chút liên tưởng tới câu chuyện rìu đồng, rìu bạc và rìu vàng. Một bác tiều phu làm rơi chiếc rìu của mình xuống con sông bên bìa rừng. May mắn là đã có vị hà bá hiện lên để giúp đỡ. Lần lượt chiếc rìu vàng, rìu bạc được vớt lên nhưng bác tiều phu vẫn một mực từ chối. Đến khi chiếc rìu đồng xuất hiện thì con người thật thà đó mới nhận là của mình. Sau cùng thì bác tiều phu có được cả bà. Tôi có thể chắc chắn rằng Leverkusen vẫn chẳng mấy quan tâm đến chiếc đĩa vàng. Một chức vô địch sau nhiều năm chờ đợi đã là một thành tựu quá tuyệt vời. Nếu như họ cứ chăm chăm tập trung vào những điều như thế thì biết đâu họ lại mất tất cả. Mất chuỗi bất bại, mất cúp C2 và mất cả quốc gia Đức. Nhà còn bao việc nên tôi tin là họ chẳng hơi đâu mà quan tâm mình có được đĩa vàng hay không. Đừng nên quá quan tâm vào những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Thực tế thì thầy trò Xabi Alonso đang rất tập trung cho những trận đấu quan trọng còn lại. Còn câu chuyện về chiếc đĩa vàng có lẽ chỉ là sự thiêu dệt và chiêu trò câu like của giới truyền thông. Bóng đá Đức và bóng đá Anh là hai môi trường hoàn toàn khác biệt với truyền thống khác biệt. Vấn đề là không phải Arsenal nhận được chiếc cúp vàng mùa giải Invincibles 2003-2004 thì Leverkusen cũng sẽ nhận được điều tương tự. Mùa giải 2003-2004, pháo thủ kết thúc mùa giải của mình với 38 trận không thua ở Premier League, trong đó là 26 chiến thắng và 12 trận hòa. Họ chắc chắn trong phòng ngự sáng tạo giữa sân và sở hữu sát thủ đáng sợ nhất thế giới, Thierry Henry. Tiền đạo người Pháp ở thời điểm đó đơn giản là không thể ngăn cản. Nhiều người có thể sẽ nghĩ Arsenal may mắn ở giai đoạn đầu mùa, nhưng cũng nên nhớ rằng kể từ sau lễ phục sinh thì chẳng còn ai dám ý kiến gì về phong độ của thầy trò Wenger. Khi được hỏi về mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của mình, giáo sư không ngần ngại đáp. Câu trả lời dễ dàng là năm 2004, vì chúng tôi là đội duy nhất giành chức vô địch mà không thua trận nào. Những mùa giải tuyệt nhất không cần phải nằm trong số những mùa giải khó khăn nhất. Những mùa giải khó khăn ví dụ như năm 2013 là lúc chúng tôi không được phép mắc bất kỳ một sai lầm nào. Và đôi khi công việc của huấn luyện viên trở nên khó khăn hơn trong những năm đội thi đấu không tốt. Nhưng đội bóng hay nhất chắc chắn là năm 2004. Chiếc cúp vàng khi ấy được trao cho Arsenal để kỷ niệm rất nhiều thứ chứ không phải vì một nguyên nhân duy nhất là chuỗi bất bại. Đầu tiên là nó dùng để tôn vinh đội hình gồm một huấn luyện viên vĩ đại và thế hệ cầu thủ xuất sắc như Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires và Dennis Bergkamp. Chiếc cúp vàng đó cũng để nhằm ca ngợi những nỗ lực phi thường và sự đoàn kết của một tập thể. Và quan trọng hơn cả, nó là một sản phẩm để đánh bóng tên tuổi của giải Ngoại hạng Anh. Vì một đội bóng bất bại có thể được tôn vinh trong cả mùa giải sau đó và một vài mùa tiếp theo. Tuy nhiên cần một điều gì đó mang tính biểu tượng và thế là ban tổ chức giải đấu đã tạo ra một chiếc cúp vàng để phân biệt với số chiếc cúp bạc khác. Giống như con người chúng ta có những tên gọi khác nhau để dễ phân biệt. Chiếc cúp vàng sẽ như một cái tên riêng để gợi nhớ về một sự kiện lịch sử đặc biệt của thế giới bóng đá. Và nếu như đó là một cái tên riêng thì thử hỏi Bundesliga có muốn trùng tên với Premier League hay không? Premier League đã có tiền lệ là Arsenal, nhưng không phải vì thế mà Bundesliga cũng cần phải học theo. Như đã nói, đó là hai nền bóng đá hoàn toàn khác biệt. Để tạo ra những nét cá tính thì mỗi giải đấu nên có một điều gì đó khác biệt. Chính vì thế mà khả năng cao là giải đấu hàng đầu nước Đức sẽ không học theo. Bên cạnh mùa giải bất bại của Arsenal cùng chiếc cúp vàng mang đầy tính lịch sử, thế giới cũng từng chứng kiến nhiều đội bóng có được chiến tích bất bại. Nhưng có lẽ việc được thi đấu tại Ngoại hạng Anh cùng chiếc cúp độc nhất vô nhị trong lịch sử đã khiến cho The Gunners được nhớ đến nhiều hơn. Lật lại lịch sử của bóng đá Anh ngày trước đã từng có một trường hợp cũng có mùa giải bất bại tương tự, chính là Preston North End của mùa 88-89. Thậm chí cụm từ bất khả chiến bại đã dành cho Preston North End trước tiên chứ không phải Arsenal. Mùa giải năm đó, đội chủ sân Depdale giành được cú đúp danh hiệu của Mbappe. Tại giải hạng nhất Anh thời điểm ấy, Preston North End thắng 18 và hòa 4 trong tổng số 22 trận. Họ cũng toàn thắng cả 5 trận tại FA Cup. Cho đến thời điểm này, đây vẫn là chiến tích chưa thể bị san lấp cho một đội giành được cú đúp danh hiệu ở Anh. Nhưng đây là chuyện xảy ra từ tận thế kỷ thứ 19. Những năm đầu bóng đá cùng điều kiện kinh tế có hạn, nên có lẽ thời điểm ấy chả ai nghĩ tới chuyện làm cúp vàng để tôn vinh chiến tích này.
Còn nói về bản cúp vàng đặc biệt thì chúng ta được chứng kiến Vasco da Gama vào năm 1974 và Boca Juniors vào năm 1975. Nhưng trong số này kỳ lạ là chả có đội nào có được thành tích bất bại trong năm đó cả. Vasco da Gama vào năm 1974 thì lên ngôi vô địch Campeonato Brasileiro Serie A thật đấy. Nhưng chiếc cúp vàng chỉ là một vật kỷ niệm 50 năm thành lập giải đấu cao nhất Brazil mà thôi. Còn Boca Juniors, họ thậm chí còn không vô địch quốc gia. Mà chiếc cúp vàng cả đội nhận vào năm 1975 chỉ là một phần tôn vinh đội bóng nhân dịp 70 năm thành lập và những thành công mà đội chủ sân La Bombonera đạt được. Trở về lại với châu Âu, trước Arsenal của Ngoại Anh, một trong năm giải đấu hàng đầu cũng đã từng chứng kiến những trường hợp bất bại trong lịch sử. Chính là Serie A với AC Milan mùa 91-92 và Juventus mùa giải 2011-2012. AC Milan thời điểm ấy là một đội bóng thống trị châu Âu dưới thời cầm quyền của vị chủ tịch Silvio Berlusconi. Rossoneri cùng bộ ba Hà Lan bay Marco van Basten, Ruud Gullit và Frank Rijkaard đã mang về chiếc Scudetto một cách ấn tượng với thành tích bất bại, giành được 22 chiến thắng vào 12 trận hòa. Cá nhân thiên nga vùng Old Trafford van Basten khi ấy cũng giành vua phá lưới giải đấu và quả bóng vàng cùng năm. Tròn 20 năm, đất nước hình chiếc ủng lại chứng kiến thêm một kỳ tích bất bại khác, lần này đến lượt Juventus của mùa giải 2011-2012. Dưới tài lèo lái của chính huyền thoại đội bóng Antonio Conte, ba đơm gia thành Turin đã xuất sắc giành được Scudetto với thành tích không để thua và giành được 23 chiến thắng bên cạnh 15 trận hòa. Điều đáng sợ của Juve khi ấy chính là họ thành công dựa trên lối chơi phòng ngự khó chịu, không hề có bất cứ cầu thủ nào lọt 10 vua phá lưới. Tuy nhiên, chức vô địch ấy đã mở ra 9 năm liên tiếp thống trị Serie A của Bianconeri sau loạt scandal Calciopoli. Thế nhưng, cả hai trường hợp trên đều không có một phiên bản cúp đặc biệt. Bạn hỏi họ có cúp vàng hay không? Xin thưa là có, nhưng nó không đặc biệt bởi vì cơ bản Scudetto đã màu vàng sẵn rồi. À, bạn biết trường hợp nào mới là kinh điển nhất không? Chính là Ajax Amsterdam của mùa giải 94-95. Đoàn quân của luyện viên Louis van Gaal khi đó đạt được chiến tích bất bại tại đấu trường quốc nội. Thời điểm ấy, Ajax ngoại trừ Frank Rijkaard thì đa phần đều là các cầu thủ trẻ thành danh sau này. Patrick Kluivert, Clement Seedorf, Van der Sar. Thậm chí đại diện Hà Lan mùa giải đó đã lên ngôi Champions League với thành tích bất bại, đạt được kỷ lục khủng là vậy. Nhưng Ajax Amsterdam thời ấy vẫn không có chiếc cúp đặc biệt nào để kỷ niệm. Đặc biệt, chúng ta đã có thể xác định được rằng liệu nước Đức có phiên bản đặc biệt nào dành cho đội bóng bất bại cả mùa hay không. Chính là vào mùa giải 2012-2013, thời điểm Bayern Munich hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Thời điểm ấy, hùng xám xứ Bavaria chỉ thua duy nhất đúng một trận. Chớ trêu thay thì đội bóng đã cản một giải bất bại của Munich khi đấy chính là Bayer Leverkusen. Không thì chúng ta đã có quá khứ để đối chiếu rồi nhỉ. Tất cả trường hợp chứng tỏ chiếc cúp vàng trong mùa giải bất khả chiến bại của Arsenal vẫn là một vật đặc biệt. Và cho dù có khá trường hợp bất bại khác, nhưng điều đó không đồng nghĩa bạn bất bại, bạn sẽ có chiếc cúp phiên bản bằng vàng hoặc phiên bản đặc biệt nào đó. Để không phải bị mang tiếng ăn cắp ý tưởng, người Đức có thể tính đến chuyện thay vì từ đĩa bạc làm thêm phiên bản kỷ niệm đĩa vàng như cái cách người Anh làm với chiếc cúp bạc. Thì biết đâu ý tưởng chiếc đĩa bạc đính kèm thêm các loại đá quý cao cấp hơn, sang chảnh hơn sẽ ra đời. Với chiếc đĩa bạc hiện tại đang được đính kèm 16 viên nhỏ đá quý tourmaline rồi. Trở lại với câu chuyện của Bayer Leverkusen, trên lý thuyết đội bóng này đang có cơ hội để hoàn tất cú ăn 3 đi kèm thành tích bất bại. Và chắc chắn sẽ là một chiến tích vô tiền khoáng hậu. Nhưng về việc có được một vật kỷ niệm cho điều này, chúng ta vẫn phải chờ mùa giải này khép lại. Không có gì chắc chắn cả. Còn nhiệm vụ của thầy trò Xabi Alonso, họ vẫn phải chinh phục những thử thách còn lại.